thì luôn em nha. Chào mừng anh em quay trở lại với kênh YouTube của mình. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục làm một cái video clip để mà hướng dẫn cho anh em cách cài ứng dụng Telegram á, Telegram á các bạn, cách cài tiếng Việt cho cái ứng dụng Telegram trên điện thoại nha. Thì cái cách này thì các bạn dùng trên điện thoại iPhone hay là Android đều được nha. Thì theo như các bạn đã biết rồi, thì cái ứng dụng Telegram á thì nói chung là đến hiện tại á thì nó sẽ chưa có gọi là cái bổ sung cái phần ngôn ngữ là tiếng Việt cho mình nha. Đó, thì điều này sẽ gây bất tiện cho một số bạn không có rành tiếng Anh. Thì cái video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách cài tiếng Việt cho cái ứng dụng Telegram nha. Thì nói gì nói, người Việt thì nói chung là ngôn ngữ tiếng Việt là mình sử dụng nó sẽ ok nhất. Đó. Thì cái video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một cách nhanh nhất có thể thôi. Chứ mình cũng có nói dài dòng đâu. Chỉ cần một cú kích vào là được thôi các bạn. Thì đầu tiên thì các bạn nói chung là các bạn sẽ nhấn vào cái đường link này cho mình. Cái đường link này nè các bạn. Cái đường link này nha. Nói chung là mình sẽ để cái đường link này phía dưới cái phần mô tả cho anh em, hoặc là phía dưới cái phần bình luận cho anh em. Đó. Thì anh em chỉ cần kích vào thôi. Thì sau khi kích vào á thì nó sẽ là hiển thị lên một cái dòng thông báo. Đại khái là bác cả bạn thấy không, Việt Nam Mi này. Đó. Thì đại khái là mình nó hỏi là bạn có muốn cài đặt cái tiếng Việt cho cái ứng dụng này hay không. Thì các bạn nhấn vào trang cho mình là coi như là cài đặt cho mình nha. Đó. Thì sau khi các bạn nhấn vào thì các bạn trở ra đúng không? Đó, tất cả mọi thứ nó đều trở thành tiếng Việt hết rồi các bạn. Đó. Nó rất là nhanh luôn đúng không các bạn? Đó, thì bây giờ các bạn vào phần language này thì nó sẽ có phần tiếng Việt. Nếu như các bạn muốn sử dụng tiếng Việt thì các bạn cứ sử dụng tiếng Việt, còn nếu không các bạn cứ cài lại tiếng Anh cho mình nữa. Đó, thì các bạn trở ra nó sẽ chuyển thành tiếng Anh. Đó. Thì sau đó bạn vào đây, các bạn chỉ làm một lần thôi. Thì sau đó các bạn vào phần language đó, nó sẽ có tiếng Việt cho các bạn. Đó. Các bạn nhấn vào và các bạn trên nó vào ở là nó thành tiếng Việt. Đó. Rất là đơn giản luôn nha các bạn. Đó, rất là đơn giản luôn, không có gì khó khăn hết. Đó, nhưng mà các bạn để ý cho mình nha. Các bạn để ý cho mình một cái nha. Đây. Đó. Cái đường link này nè. Cái đường link này nè, các bạn phải nhấn vào thì nó mới được nha các bạn. Thì nó mới gọi là nó mới set được cái tiếng Việt. Chứ còn mà các bạn ví dụ như các bạn nhập đi. Các bạn vào cái trình duyệt, các bạn nhập thẳng vào cái địa chỉ đó, cũng y chang cái địa chỉ đó luôn, là cũng là gọi là t.me.abcx y chang luôn các bạn đúng không? Y chang luôn đây, y chang luôn. Nhưng mà khi các bạn nhập cái địa chỉ đó, các bạn truy cập thì nó lại sẽ không được nha các bạn. Thì nó lại sẽ không được. Đó. Thì nó sẽ xin lỗi, ngôn ngữ này dường như không tồn tại đó. Thì nó sẽ gọi là không có truy cập được vào cái phần setup ngôn ngữ tiếng Việt. Các bạn chỉ có một cách là các bạn nhấn vào cái đường link đó thôi. Các bạn phải nhấn vào đường link. Đó. Thì các bạn sẽ được. Chứ còn các bạn nhập tay là không được nha. Đó, chỉ có một cái lưu ý duy nhất đó thôi các bạn đó. Ok. Thì nói chung là rất là nhanh gọn đúng không các bạn? Đó. Đó thì nói chung là cái video đến nay là kết thúc rồi. Đó. Thì các bạn nếu như video các bạn thấy video mình làm ok, giúp đỡ được các bạn thì các bạn cho mình một like, một chia sẻ nha. Còn bạn nào chưa đăng ký kênh mình thì các bạn cho mình một lượt đăng ký nha các bạn. Ok, thì cái video tới đây là kết thúc nha các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều.